thì Nguyễn Đức Long cũng mong ông bà bình tâm và suy nghĩ lại, để cho những đứa trẻ, để cho những đứa trẻ kém may mắn mắc phải những cái bệnh mà ông bà đã từng cứu, từng giúp bao nhiêu năm nay. Xin thưa ông bà, suy nghĩ lại, một lần nữa suy nghĩ lại. Đạo diễn Nguyễn Đức Long và Ý Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Thì theo tin mới nhất vừa mới cập nhật tại Facebook cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng tôi vừa nhận được 3 văn bản. Quý vị có thể thấy 3 văn bản liên quan tới vấn đề bà dừng công tác thiện nguyện tại 3 bệnh viện. Quý vị cũng có thể thấy rõ 3 văn bản trên màn hình. Thì ngay bây giờ Ý Nhi sẽ đọc trích một văn bản, đọc rõ cho quý vị có thể là tìm hiểu sâu hơn về cái nội dung văn bản này. Quỹ từ thiện Hằng Hũ kính gửi Bệnh viện Chợ Rẫy. Về việc tạm ngừng tài trợ điều trị bệnh tim cho trẻ em nghèo thuộc chương trình Trái Tim Hằng Hũ và Giờ Vàng Cấp Cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, căn cứ thỏa thuận tài trợ số 01TT-QTTH-CR ký ngày 30 tháng 11 năm 2020 giữa Quỹ Từ Thiện Hằng Hũ và Bệnh viện Chợ Rẫy, căn cứ hợp đồng số 03HDDN-BVCR ngày 21 tháng 9 năm 2015, căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng số 03HDDN-BVCR ngày 26 tháng 1 năm 2011, căn cứ tình hình thực tế của hai bên. Quỹ từ thiện Hằng Hũ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các hoạt động được thỏa thuận tài trợ chủ yếu theo chương trình Trái Tim Hằng Hũ và Quỹ Giờ Vàng Cấp Cứu được Công ty Cổ phần Đại Nam tài trợ thông qua Quỹ Từ Thiện Hằng Hũ. Các đối tượng tài trợ như trẻ em có bệnh tim bẩm sinh, não uống thỉ, thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng chi trả viện phí. Tuy nhiên, trước các diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 1 năm 2020 cùng chung tay phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng, nên Công ty Cổ phần Đại Nam đã tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ của khu du lịch Đại Nam. Việc tạm dừng đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, nguồn thu chính của toàn công ty. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của khu du lịch được dùng cho các chương trình thiện nguyện của Quỹ Từ Thiện Hằng Hũ cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng tôi gửi công văn này đến Bệnh viện Chợ Rẫy về việc tạm ngưng các hoạt động thiện nguyện mà Quỹ Từ Thiện chúng tôi đã thỏa thuận tài trợ trước đó với Bệnh viện Chợ Rẫy. Rất mong nhận được sự thông cảm của Bệnh viện Chợ Rẫy vì những khó khăn của chúng tôi trong giai đoạn này. Trân trọng thông báo, Quỹ Từ Thiện Hằng Hũ. Thì theo Ý Nhi tìm hiểu thì ba nội dung của ba văn bản này tương đồng với nhau, chỉ khác là địa điểm gửi đến là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Nhi Đồng. Thì trước cái thông tin quá bất ngờ như vậy thì đạo diễn cảm thấy như thế nào ạ? Thưa thật với quý vị khán giả, đây là một cái tin buồn. Vô cùng buồn, tại vì đây là một điều mà nói thật quý vị rằng là không phải buồn cho những người mà có hoàn cảnh kém may mắn, hay là buồn cho những đứa trẻ mà không may mắc phải những cái bệnh mà như trên, mà buồn luôn cho cả những người mà đã từng biết đến cái quỹ từ thiện này, cái như rằng là Trái Tim Hằng Hũ này, mà bây giờ đột nhiên bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố ngừng, thì đó là một cái điều đáng buồn cho tất cả những người mà có hoàn cảnh đó. Thì nói thật với quý vị rằng là chắc có lẽ đây không phải là một cái lý do bệnh dịch, mà cũng không phải lý do mà do bệnh dịch mà khu du lịch Đại Nam đóng cửa mà lại không có thu nhập để mà tiếp tục duy trì cái quỹ Trái Tim Hằng Hũ này. Mà theo như tôi á thì đây cũng là một cái lý do bà đưa ra thôi, chứ còn nhiều cái lý do khác. Nó thật
mà theo cái sự hiểu biết của mình và theo dõi cái thông tin từ trước đến nay thì chắc bà Hằng ngừng cái vấn đề mà tài trợ cho các bệnh viện để mà cứu chữa trị bệnh cho các em. Cũng có ảnh hưởng một số lý do khách quan. Ở đây á, khách quan thì tôi muốn nói đến đó là những người đã từng cung kích bà Hằng và chỉ trích bà Hằng khi bà Hằng làm thiện nguyện. Mặc dù cái quỹ Hằng Ngũ này đó đã ra đời bao nhiêu năm nay rồi, 7-8 năm nay rồi, và cứu được biết bao nhiêu ngàn trẻ em rồi, và hỗ trợ biết bao nhiêu ngàn, mấy chục ngàn ông bố bà mẹ để tiếp sức cho những ông bố bà mẹ này và để cứu được cái đứa con của mình. Đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa, một việc làm mang tính nhân văn rất là cao. Mà để rồi đến cái thời gian này bị người ta công kích, người ta đá xéo đá xiên, người ta nói bà Hằng chỉ nói dốc nói láo chứ không bao giờ có làm những việc gì. Nói chung là làm cho vợ chồng bà Hằng này tổn thương quá nhiều. Thì chính vì cái lẽ đó bà Hằng bà muốn dừng cái việc mà cái quỹ Hằng Hữu này lại. Đó là lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba nữa, có đôi khi vợ chồng bà Hằng bất mãn, quá bất mãn, vì người tốt làm việc tốt cũng bị chỉ trích, mà cho tiền làm từ thiện cũng bị chỉ trích. Rồi thậm chí cái đợt Covid vừa rồi đã tài trợ cho tỉnh Bình Dương mấy ha đất và trị giá cả hàng ngàn tỷ đồng cũng bị chỉ trích, tại sao không cho tiền mà cho đất. Cái gì người ta cũng nói được, người ta nói với hình thức là soi mói, mà ta nói với cái hình thức rằng là nói cho đã cái miệng của mình thôi, chứ họ không biết rằng cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào, cái hậu quả nó ra sao. Tại vì người ta có thể rằng là người ta không cần cái quỹ Hằng Hữu này, có thể là người gia đình đó họ không cần cái liều vaccine này, nhưng mà có hàng trăm hàng triệu người khác đang cần. Những người cần đó là những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có hoàn cảnh nghèo khổ, mà bị con bị bệnh, bị tật như vậy thì người ta mới cần. Chứ những người mà giàu có dư giả thì họ đâu có cần. Mà chính vì lẽ đó thì họ không cần, thì họ muốn nói gì cũng được, mà họ nói như vậy là làm tổn thương cái vợ chồng ông bà này. Thì ông bà này ổng quyết định rút khỏi cái quỹ này, không tài trợ cho các ba cái bệnh viện nói trên. Theo tôi thì trong ba lý do đó, chứ không phải đơn giản chỉ có một lý do rằng là đóng cửa Đại Nam, không phải đâu. Nói thật quý vị vậy. Cửa Đại Nam thì những mùa dịch trước đây thì bà cũng từng đóng cửa, nhưng mà tại sao bà vẫn duy trì được? Bây giờ thì tại sao bà không duy trì được? Mà hơn nữa thật quý vị rằng là cái quỹ gì chứ, cái quỹ mà cứu người, là tôi nói thật với quý vị là cái quỹ này là vô cùng giá trị, mà cũng không ai làm được, ít ai làm được mà cũng không ai làm được, nói thật như vậy. Nhưng mà vợ chồng bà làm được. Mà điều này bây giờ vợ chồng bà cắt cái quỹ từ thiện này tài trợ cho các bệnh viện, thì tôi thấy đây là một cái điều đáng buồn, và đây là một sự mất mát lớn của những người nghèo khó và những người bệnh nhân. Nói thật với quý vị là như vậy, buồn lắm, rất là buồn.
Dạ thưa chú, ngoài những cái lý do mà chú vừa kể trên thì trong cái bức tâm thư rất là dài và Hằng đăng tải sáng nay trên trang cá nhân thì bà có nói đến là những năm qua bà đã vợ chồng bà đã âm thầm cống hiến rất là nhiều cho xã hội nhưng mà cảm thấy không có được công bằng, không có được mọi người ủng hộ mình như là cái sự việc vừa rồi xảy ra thì khán giả theo dõi cũng đã biết đến và bà Hằng có nói một câu như thế này. Khán giả có một câu châm ngôn, những người mà không có yêu quý bà đó thì có nói một câu là cho cũng chửi, không cho cũng chửi. Và bà cảm thấy rất là tổn thương, cảm thấy gia đình của mình không có được bảo vệ, bị công kích. Và để đảm bảo cho cái sự an toàn của các con mình, của gia đình mình thì bà sẽ quyết định tạm ngưng. Chứ suy nghĩ như thế nào về cái lý do này ạ? Cũng đúng thôi, lý do này là lý do chính đáng, quá chính đáng. Tại vì rằng là cho cũng chửi mà không cho cũng chửi, chửi nổi mà chửi, mà chửi xiên, chửi sỏ, chửi xéo, chửi ngang, chửi dọc như vậy thì hỏi quý vị chứ quý vị có làm được không? Vì con người chúng ta nói thật với quý vị rằng là mình rằng cái như là xác thịt, chúng ta không phải là tiên là thánh là gì hết, thì chúng ta cũng có sự buồn tuổi rồi hờn rồi giận rồi nhiều khi cũng thế này thế nọ chứ, đúng không? Mà người ta họ quá cho nên như rằng là độc ác, mà tôi cho những người nói như vậy là những người quá độc ác. Nếu như người nào mà nói như vậy bản thân họ không cần họ đó vậy, nhưng mà nếu không cần cho bản thân mình thì mình cũng nghĩ cho đến những người nghèo khổ khác, những đứa em mà bệnh tật khác chứ. Mình muốn sống được thì những đứa trẻ đó cũng muốn sống. Thì bây giờ mình làm sao? Họ nói tiền lời nói không bắt tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tại sao chúng ta không lựa lời mà nói cho vừa lòng? Người ta không thích bả làm cái gì, mình đi là đi làm việc đó để có lợi gì cho bản thân mình, mà không có lợi cho bản thân mình là một điều rồi, mà lại có hại cho những người khác đó, quý vị thấy không? Đâu có tốt lành gì. Thì có nghĩa là mình á, như vậy là mình, những người nói như vậy thì chắc chắn người ta họ làm mất đi cái cơ hội những cái đứa trẻ mà mang bệnh này được cứu sống, đúng không? Thì như vậy thì cuộc đời của quý vị có tốt lành gì không? Mình đâu phải là cuộc đời của mình hết chết rồi xong, mình còn có bao nhiêu cái thế hệ sau là con rồi cháu rồi chắc rồi chích của mình nữa chứ. Nếu như mà lỡ một mai cái cuộc đời mình may mắn, mình đời đầy đủ cơm ăn áo mặc giàu có, nhưng mà ngày mai đây đến đời con mình nó cũng được giàu có như đời cháu mình, có liệu có được hay không? Ông bà chúng ta có nói có câu rằng là không ai giàu ba họ mà cũng chẳng ai khó ba đời. Thì chính vì lẽ đó chúng ta nói cho đã cái miệng của chúng ta nói cho hả hê đi rồi cuối cùng là cái hậu quả sau này đời sau con cháu mình được gánh. Hoặc chưa nói đừng là bây giờ có nhãn tiền nó báo ứng liền liền, thì đôi khi là ngày hôm nay như ngày mai là quý vị lại bị cái những cái điều mà báo ứng đó, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thành ra ở đời chúng ta đừng có bao giờ mà ganh ăn mà ghét ở như vậy, rồi chúng ta có những lời nói mà xúc phạm đến người khác, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đã làm được gì cho đảng, cho nhà nước, chúng ta đã làm gì cho nhân dân, chúng ta đã giúp được gì cho một ai chưa, một cá nhân nào chưa, một tập thể nào chưa? Chúng ta phải đặt chúng ta vào cái vị trí đó, và chúng ta phải suy nghĩ lại chúng ta đã làm gì cho xã hội này, cho cuộc đời này chưa, mà trong khi người ta làm được mà mình lại đi nói người ta. Quý vị thấy không? Đó, những người mà nói như vậy là tôi cho là những người này là quá ư là tàn nhẫn. Cái tàn nhẫn trực tiếp với những bệnh nhân nghèo và tàn nhẫn trực tiếp với những đứa trẻ mà mang bệnh. Thành ra tôi cho đây là một cái lý do vô cùng chính đáng. Nếu như bà rút lui, bà không có tài trợ cái quỹ này nữa, thì tôi nghĩ đó là những cái lý do như vậy đó. Nói thật với quý vị là vậy. Rất đau, rất buồn. Nó thật sự. Bây giờ có nhiều người nói rằng là nếu không có bà Hằng thì sẽ có nhà nước lo. Bây giờ rồi không có bà Hằng thì sẽ có người khác lo. Và cũng có nhiều người nói rằng là không có bà Hằng thì sẽ có văn nghệ sĩ lo. Tôi xin thưa với quý vị, cái điều đầu tiên, không có bà Hằng nhà nước lo. Tôi phân tích điều này cho quý vị biết.
Nhà nước lo là cái chuyện nó chuyện bình thường, mà chúng ta cùng chung tay góp sức với nhau để lo cái điều đó, nó mới là điều quan trọng. Chứ không phải việc gì cũng nhà nước, việc gì cũng nhà nước, việc gì cũng nhà nước. Thì những doanh nhân của Việt Nam chúng ta được cái sự may mắn giàu có trở thành doanh nhân như vậy, thì chúng ta không lấy bỏ làm ngơ với những cái mảnh đời bất hạnh, làm ngơ với những cái câu chuyện thiện nguyện mà mang cái tính mà ý nghĩa như vậy hay sao? Rồi chưa nói đến cái chuyện có người khác lo. Thì bây giờ nếu không có bà Hằng có người khác lo, thì tôi hỏi quý vị, từ xưa đến này, đến bây giờ đến này, có người nào mà lo được như vậy hay không? Hay là chỉ có một mình Nguyễn Văn Hằng? Cái điều này nó trả lời một cách thực tế, chứ không phải rằng là ở đây chúng ta không có mê muội, mà chúng ta không có miễn cưỡng nha. Đây là thực tế. Suốt 7-8 năm nay bà cứu được mấy ngàn trẻ em rồi, rồi bà hỗ trợ cho biết bao nhiêu ngàn cho bố mẹ của những đứa trẻ đó, mà để trực tiếp cho giúp đỡ trực tiếp cho những đứa trẻ đó được sống, được hồi sinh và được sống, được làm người. Thì như vậy điều đó quá thực tế, là chúng ta đâu có cái con gì gọi là nằm mơ nữa đâu. Chúng ta không có cái gì gọi là mơ hồ nữa. Đây là quá thực tế 10-10 rồi. Cái câu chuyện này 10-10 rồi. Thì tại sao chúng ta không biết tôn trọng vợ chồng bả, và không biết động viên vợ chồng bả? Đôi khi một lời chúng ta mình nói tiếng chào cao hơn cổ, ông bà mình nói như vậy mà, thì mình nói một tiếng để cho người ta vui, để người ta giúp đời giúp đạo. Biết đâu mình không nằm trong hoàn cảnh đó, mà con cháu mình, dòng họ mình, người thân mình có thể nằm trong hoàn cảnh đó, hưởng được cái điều này, thì cũng là mình cũng thấy mình cũng nhẹ gánh chứ. Xã hội cũng nhẹ gánh, mà nhà nước cũng bớt nhẹ gánh bớt đi chứ. Không phải cái việc gì cũng nhà nước lo, không phải cái việc gì cũng nhà nước lo, đúng không? Rồi nghệ đó mà không có bà Hằng thì nghệ sĩ lo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nghệ sĩ nào nước lo? Từ xưa nay có nghệ sĩ nào lo được chưa? Hay là nghệ sĩ chỉ có biết là đi hát, đi diễn, đi làm được cái mọi thứ rồi đi kiếm tiền bỏ túi? Chứ thậm chí tôi đây nè, bản thân tôi cũng ngày xưa giờ tôi cũng chưa bao giờ tôi lo được cái việc gì hết. Thì lấy đâu mà quý vị nói rằng là không có bà Hằng thì nghệ sĩ lo? Nghệ sĩ nào lo? Tôi nói thậm chí có một vài nghệ sĩ làm khổ người khác thì có, chứ đừng nói chuyện lo. Cái nghệ sĩ mà lo cho người ta thì hiếm, rất là ít. Mà cái gần đây tôi biết được rằng là có nhiều nghệ sĩ là làm khổ dân thì có, chứ đừng nói chuyện mà làm sò khổ người khác thì có. Chứ đừng nói chuyện ở đây mà nó lo cái gì, lo được cái gì, ai lo được cái gì hả? Bằng bà Hằng với ông Dũng lo, bà Hằng với ông Dũng mà lo là từng, nói thật xin lỗi, riêng cái quỹ mà trái tim Hằng Hữu này là bao nhiêu năm nay rồi cứu sống biết mấy trăm mấy ngàn trẻ em rồi thậm chí luôn là lo biết bao nhiêu tài trợ giúp đỡ, lo biết bao nhiêu cái nhà máy mà để mà xử lý nước, mà để cho bà con ở miền Tây đây, ở Bến Tre, tất cả ở mà bị cái nước mặn á, mà không có nước sinh hoạt á, thì tất nhiên là có những cái nhà máy này bọc lên để mà hỗ trợ cho dân nghèo ở đó, để người ta họ có cuộc sống sinh hoạt tốt đó. Là thứ hai. Cái thứ ba nữa đó, để nói thật với quý vị rằng là những cái ngày tháng mà bị Covid này, thì ông bà đã từng bỏ ra cả hàng ngàn tỷ đồng mà để tài trợ cho tỉnh Bình Dương, để mà lo giúp đỡ mua vaccine về mà để chích cho nhân dân, cho đồng bào của tỉnh Bình Dương. Như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào hả? Cái việc mà làm của người ta như vậy đó thì quý vị nghĩ như thế nào thì từ trước nay có ai làm được việc đó chưa hả? Mà tại sao chúng ta không tôn vinh, chúng ta không khen thưởng bà mà chúng ta phải đi công kích, chúng ta phải đi nói xin nói xỏ làm cái gì mà nói xin những người mà nói xin nói xỏ đó rồi được cái gì cho bản thân mình hay không? Hay là cuối cùng đó là mình lại hại những người khác? Mình không hại một cách trực tiếp, nhưng mà đó là mình hại một cách gián tiếp. Thưa thật quý vị, Đức Long đau buồn, nó nói cái chuyện này Đức Long buồn lắm, khổ tâm lắm. Tại vì là người ta tốt như vậy mà chúng ta không ủng hộ, chúng ta không có không biết làm sao để cho người ta vui, để người ta tiếp tục ủng hộ, để người ta giúp đời giúp đạo, mà mình cứ đi phá người ta, ganh ăn ghét ở người ta làm cái gì cái chuyện này. Nói thật quý vị, ở đây chúng ta trong cuộc sống một cái xã hội văn minh hiện đại văn hóa, thì chúng ta cần sống với nhau là có một cái cuộc sống, chúng ta có, người ta nói rằng là mình phải tranh đua
Mình phải tranh đua với nhau mà để mà làm ăn phát huy cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng của đất nước, của quốc gia. Chứ không phải là chúng ta là ganh đua nghe. Nó khác nha. Mình đây mình phải tranh đua. Mình tranh đua lên, mình làm ăn phát triển lên, dân giàu nước mạnh, chứ không phải là mình ganh đua. Nói thật không quý vị vậy. Tại sao mọi người đó đi ganh ghét, đây là không mình không có dùng cái từ ganh đua mà ganh ghét luôn á. Ganh ghét vợ chồng bả rồi nói có những cái lời nói như là xúc phạm. Tôi nói thật với quý vị, tôi cũng không phải rằng là gia đình tôi, bản thân tôi cũng chưa bao giờ nhờ bả đến cái vợ chồng ông Dũng bà Hằng này. Mà thật sự vì tôi chỉ đồng cảm với bả là những con bả là một có một con người tốt như vậy và tấm lòng tốt như vậy, một cái tấm lòng Bồ Tát như vậy là tôi quý những người đó thôi. Chứ thật sự ra là tôi cũng không có phải mà ăn bả chén cơm nào hay hoặc là mà để mà tôi nói đây mà để tôi ninh bờ bả là không, hoàn toàn không có. Nó thật quý vị vậy. Từ đầu đến cuối là tôi giữ cái quan điểm của tôi là vậy. Miễn sao những người nào làm tốt tôi sẵn sàng, tôi nói người đó tốt. Còn người nào làm không tốt thì tôi nói người đó làm không tốt. Chứ còn ở đây chúng ta không có nịnh ai. Vì xã hội này là văn minh công bằng rồi. Chúng ta nói như thế nào ta biết, người ta sẽ biết ngay. Mà tôi với bà Hằng cũng không có dòng họ, cũng không có bà con thân thích gì hết trơn, cũng không sống liền gì hết trơn á. Nhưng mà tại sao người ta làm tốt thì mình phải nói tốt chứ. Thì ở đây nó thật quý vị là rất là đau khổ và rất là đau buồn. Hằng rất là nhiều người, hàng triệu triệu người dân Việt Nam chúng ta nghe cái tin này người ta rất là đau buồn, chứ không phải riêng cho bản thân tôi. Thưa thật quý vị cũng làm sao có những cái động thái như thế nào để mình nhắn tin an ủi động viên hay xin xỏ vợ chồng bả. Đây mình không thể xin xỏ cho bản thân mình quá may mắn rồi, mình được một cái tấm thân lành mạnh như thế này, mình được sống, được nhìn đời và được làm ăn, được đi ra xã hội và được giao lưu và được mọi thứ thì chúng ta quá may mắn rồi. Nhưng mà còn có một số người họ kém may mắn. Một số ông bố bà mẹ còn kém may mắn, sinh ra những đứa con có bệnh tật thì người ta đau khổ, người ta đau buồn, mà lại kém may mắn trong cái cuộc sống kinh tế của họ còn khó khăn. Họ quá nghèo khổ, họ cần những cái đồng tiền, những sự trợ giúp từ cái quỹ trái tim hằng hữu này. Thì như vậy chúng ta cứ, bây giờ nói thật quý vị, đến giờ phút này chúng ta chỉ có chắp tay lại trời Phật, lại ơn trên, có thể mình phù hộ cho vợ chồng bà này có suy nghĩ trở lại, có thể là tiếp tục duy trì cái quỹ trái tim hằng hữu này để giúp đời giúp đạo. Theo tôi là chỉ vậy thôi, chứ thật sự ta chỉ có là bề trên mới có thể cảm hóa vợ chồng bà này, chứ còn chúng ta không có làm gì được. Tại vì chúng ta xúc phạm bà quá nhiều rồi. Những người xin lỗi quý vị, là những người mà có một số cá nhân, một số phần tử cứ ca công kích bà, xúc phạm bà nhiều quá, thành ra đôi khi bây giờ là bà buồn và muốn dừng lại ở chỗ này là vì lý do đó. Xin thưa quý vị là vậy. Dạ thưa chú, thì hầu hết khán giả khi mà đón nhận cái tin là ông bà sẽ dừng lại cái công tác thiện nguyện của mình thì khán giả rất là buồn và có rất là nhiều cảm xúc. Ngoài ra cũng có một số thành phần nhỏ đặt ra dấu chấm hỏi là tại sao bà không phải ngừng cái việc làm thiện nguyện ngay bây giờ mà phải đưa ra văn bản và đợi đến tháng 10, có phải đây là một cái hợp đồng từ thiện hay không? Thì đạo diễn có thể phân tích rõ hơn về cái cột mốc tháng 10 này ạ. Theo tôi nghĩ rằng là tôi không đi sâu vào vấn đề này, tôi đâu có biết. Nhưng mà nói thật quý vị, tôi trả lời theo cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình thôi. Thì tôi nghĩ rằng là từ đây đến tháng 10, thứ nhất là bà cho thêm một cái thời gian, chứ không phải nói là dừng ngay. Bây giờ tháng 6 là tháng 10 là còn 3 tháng nữa. Thì có nghĩa là người ta muốn lấy cái cột mốc tháng 10 là để chi? Còn duy trì thêm mấy tháng nữa. Để chi? Là thứ nhất á, là tất nhiên là những đứa trẻ, có đôi khi những đứa trẻ hôm nay nó còn mắc bệnh, đang còn điều trị ở bệnh viện, thì bây giờ cái đứa trẻ này chưa hết, thì bà muốn làm sao duy trì cho đến tháng 10 thì đứa trẻ này, những đứa trẻ này đang trị bệnh dở dang thì có thể nó hết, giải quyết các trường hợp đang tồn động. Và sau đó tháng 10 trở đi thì bà mới dứt khoát luôn. Là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa rằng là có thể rằng là theo như tôi nghĩ, tôi ngầm hiểu thôi, có khi là từ tại sao bà không dứt điểm từ tháng 6 hoặc tháng 7 hay tháng 8 hay tháng 9 mà đến tháng 10, thì trong vòng 3-4 tháng này có thể là làm bà lên tiếng như vậy để coi thử
nhân dân Việt Nam chúng ta, cộng đồng Việt Nam chúng ta, những người thương yêu bà có ai lên tiếng không? Có ai lên tiếng mà để mà ủng hộ bà không? Hay là bảo vệ bà không? Hay là tiếp lửa cho bà để bà tiếp tục cái công việc thiện nguyện này hay không? Có đôi khi chúng ta làm những điều gì tích cực, chúng ta có những cái tin nhắn tốt động viên an ủi, hay chúng ta sẽ cầu nguyện ở trên để cho trời Phật làm sao mà để hóa giải lại cái tấm lòng của bà, thì biết đâu là bà sẽ trở lại. Tại vì cái mốc thời gian này nó nêu lên nhiều cái ý nghĩa đó, chứ không phải đơn giản là cái việc mà tại sao là cái hợp đồng, cái chuyện đó hợp đồng cũng có đôi khi trong đó có hợp đồng cũng không chừng à, mà cái hợp đồng là cái chuyện nhỏ nhưng mà cái chuyện này nó thật xin lỗi, cái chuyện mà bên trong cái hợp đồng nó là lớn. Thứ nhất là sinh mạng của những đứa trẻ đang bình dưỡng ăn. Thứ hai nữa, bà cũng muốn coi thử cộng đồng mạng rồi những người dân Việt Nam chúng ta có quan tâm đến bà hay không, và chúng ta có quan tâm đến cái quỹ mà trái tim hàng hữu này hay không. À, nếu mà quan tâm, nếu mà động viên hay như thế nào đó thì chắc có lẽ bà cũng không nỡ mà bỏ luôn. À, có thể bà quay trở lại bà giúp đỡ thì chuyện nó bình thường. Tại vì bà đã từng làm 7-8 năm nay rồi, được thì tất nhiên là bà sẽ làm thêm bao nhiêu năm nữa cũng được. À, vì tôi nghĩ rằng là vợ chồng ông bà này, tôi cũng từng nghe tuyên bố ông Dũng, ông cũng từng nói là ông kêu bây giờ là ông làm được bao nhiêu thì ông sẽ tất nhiên là làm cái công tác thiện nguyện hết. Chứ giờ cuộc đời ông 60 mấy tuổi rồi, ông cũng không cần. À, mà trong khi cũng đúng rõ ràng, mà con người chúng ta thì bây giờ nói thật quý vị, thì chỉ riêng Việt Nam chúng ta thì có cái nói thêm cái vấn đề này một chút xíu. Người Việt Nam chúng ta thì thường thường, Việt Nam nó riêng và cái châu Á chúng ta đó, thì có thường thường là cái cha mẹ làm để của lại cho con. Thì theo tôi nghĩ như ông Dũng bây giờ ông để của cho con không quá nhiều rồi. Thì ông chia sớt cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn, những người mà bất hạnh. Thì tất nhiên ông chia sẻ điều đó điều tốt, chứ ông chết ông cũng đâu mang theo được. Chúng ta ai cũng cứ như là các bộ cũng trở về với các bộ thôi. Chúng ta không có thể đi ra, chúng ta đến hai bàn tay trắng mà chúng ta đi cũng hai bàn tay trắng. Đó là lẽ từ thường tình, mà đó là quy luật của thượng đế đã tạo hóa con người chúng ta là như vậy. Thì tất nhiên chúng ta không có thể mà tránh khỏi được điều đó, bất cứ ai cũng vậy. Dù anh có một vị vua, anh có một cái thứ gì cũng rồi, anh chết anh cũng hai bàn tay trắng thôi, đúng không? Thì có nghĩa chúng ta đều là vậy. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng ông Dũng mà từng tuyên bố như vậy thì không có lý do gì mà ông rút cái quỹ từ thiện này lại. Nhưng mà những cái lý do mà chúng ta hồi nãy giờ chúng ta bàn bạc, chúng ta nói lên những cái điều đó là chắc có lẽ là những trong cái vấn đề, những vấn đề đó là liên quan đến cái vấn đề mà ông bà muốn rút cái quỹ từ thiện là vậy. Dạ, thưa chú, thì trong những cái livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trước đây thì bà cũng đã nhiều lần đề cập tới cái vấn đề là mình sẽ dừng lại cái công tác thiện nguyện, và cộng đồng mạng, những người mà không có ủng hộ bà thì nói là đây chắc hẳn là những lời hù dọa, hăm dọa vậy thôi, trong lúc nóng giận thì nói vậy thôi, chứ chắc hẳn là bà không dám làm đâu. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy được cái kết quả, và cao trào là bà đã đăng một cái thông tin trên cái trang Facebook cá nhân của mình là bà sẽ giải thể công ty Đại Nam. Theo đạo diễn thì nếu cái sự việc này nó có thật, nó xảy ra, thì đạo diễn cảm thấy như thế nào? Theo tôi thì ở đây mình cũng hiểu rõ thêm cái vấn đề này chút xíu này. Đôi khi bà Hằng bà nói đây trong một cái bối cảnh nào, trong một cái hoàn cảnh nào, và nói trong cái lúc đó là trong cái tâm thế của bà ta sao. Mình phải hiểu rõ cái vấn đề đó. Đôi khi một câu nói đùa của bà mà mình lại quy chụp cái chuyện đó là cũng không đúng. Ví dụ như hôm tôi buồn, tôi nói là hồi chiều này khỏi làm, ngủ không dám đi, mệt quá, làm hoài cũng vậy. Nhưng mà thật sự trong cái tư thế, trong cái tâm thế mình nó đang buồn, đang mệt, đang mỏi thì mình nói như vậy. Nhưng mà thật sự công việc nó quan trọng sao bỏ được. Thì cũng giống như cái công ty Đại Nam, thì tôi nói quý vị đây là một cái khu du lịch lớn. Thì vợ chồng bà đã đổ công đổ sức, mồ hôi nước mắt ra biết bao nhiêu mà năm rồi xây dựng lên như vậy. Mà đây là cũng có niềm tự hào cho tỉnh Bình Dương nó riêng và Việt Nam nói chung. Thì làm sao bà đóng cửa? Mà đóng cửa lại thì tất nhiên là cái khu du lịch này trở thành một cái đống tro tàn. Vì có cái nhà hay bất cứ cái gì mà quý vị không ở đi chừng một tháng, quý vị vào đi quý vị biết. Thì tôi nói hỏi nguyên cái khu du lịch như vậy mà để đóng cửa thì còn cái gì? Nhưng mà có đôi khi mình phải hiểu rõ về cái ngọn ngành là trong lúc cái tâm thế của bà này như thế nào, bà đang buồn cái vấn đề gì, có cái sự công kích của người khác hay không, hay là người ta nói xin nói xỏ gì,
hay là người ta bêu reo gì, người ta nói xấu nói sai gì bả, hay là cái chuyện mà ví dụ như là kể cả là người ta quy chụp bả trong những cái sự vụ vừa rồi, sự việc vừa rồi, à, thì chính vì cái lẽ đó thì bả buồn, đôi khi bả nói vậy thôi, chứ thật sự ra cũng không đến nỗi là vậy. À, nếu mà chúng ta biết nhìn nhận thì chúng ta không đến nỗi là vậy. Còn khi nào mà tôi nói thật quý vị rằng là khi mà nào mà bả đóng cửa Đại Nam thì tôi nghĩ là chắc có lẽ rằng là thôi không còn gì để nói nữa. Đó là đến cái đến tận cùng rồi, đúng không? Không có chuyện đó đâu. À, thành ra quý vị cũng yên tâm, hết dịch thì Đại Nam sẽ mở cửa lại cho quý vị. À, quý vị cứ vào chơi thoải mái, à, nha. À, nhưng mà chưa hết là nó đi đủ nước Nguyễn Đức Long đi với. Ha. Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Đức Long với những chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta những người khán giả luôn yêu mến Chính Nghĩa thì hy vọng rằng cái chương trình Trái Tim Hàng Hũ vào một ngày nào đó sẽ tiếp tục duy trì để giúp đỡ cho các bệnh nhi, những trẻ em nghèo khó khăn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube của các YouTuber Chính Nghĩa cũng như là của đạo diễn Nguyễn Đức Long. Hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ để cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong xã hội. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và cuối cùng Nguyễn Đức Long cũng xin nói thêm một câu nữa thôi. Chị Hằng ơi, anh Dũng ơi, nếu ông bà có xem được đoạn video clip này thì Nguyễn Đức Long cũng mong ông bà bình tâm và suy nghĩ lại, để cho những đứa trẻ kém may mắn mắc phải những cái bệnh mà ông bà đã từng cứu, từng giúp bao nhiêu năm nay. Xin thưa ông bà, suy nghĩ lại một lần nữa, suy nghĩ lại. Ông bà bớt giận, giúp đời giúp đạo, đó là việc tốt. Mong ông bà cố gắng duy trì. Một lần nữa tôi cúi đầu xin ông bà làm việc này, đừng bỏ cái quỹ Trái Tim Hàng Hũ này, mà rồi đây sẽ biết bao nhiêu, ba cái bệnh viện lớn như vậy thì sẽ biết bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu trẻ em lâm vào cái bệnh này, thì ai là người đứng ra tài trợ và cứu mấy các em để các em được hồi sinh và được sống và được làm người. Tôi xin ông bà một lần nữa, tôi đội ơn ông bà, cảm ơn ông bà rất nhiều. Và nhân đây Nguyễn Đức Long cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi mà trò chuyện như thế này. Mong quý vị cũng nên có những cái động thái tích cực đối với ông bà và cầu xin trợ thật để cho ban cho ông bà này có sức khỏe và sẽ suy nghĩ lại cái việc này và sẽ giúp đời giúp đạo tiếp tục trong những ngày tháng năm Tết. Mong quý vị nhớ những điều này mà Đức Long căn dặn, thì cũng mong quý vị làm giúp giùm mình, không làm cho bản thân mình nhưng mình sẽ làm cho những người có những hoàn cảnh khó khăn, như những đứa trẻ mà mắc bệnh như thế này. Những ông bố bà mẹ cũng nghèo khổ, không có tiền mà để mà lo cho con mình, thì chỉ trông chờ vào cái quỹ Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng. Mong quý vị cả nhà chúng ta nên nhớ ha, và cầu nguyện dùng. Xin cảm ơn quý vị và chào quý vị nha.